Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 28 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam nuốt không trôi đảng viên anh hùng nhập trại. Ông Nguyễn Quốc Anh, cựu giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cùng cựu phó giám đốc, cựu kế toán trưởng của bệnh viện bị bắt giam vì liên quan vụ án nâng khống giá thiết bị y tế ăn dày trên lưng bệnh nhân. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hiền, cựu phó giám đốc bệnh viện và bà Trịnh Thị Thuận, cựu kế toán trưởng. Đây là hình ảnh các bị can vừa bị Bộ Công an khởi tố bắt giam. Từ trái qua, ông Nguyễn Quốc Anh, cựu giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ông Nguyễn Ngọc Hiền, giám đốc và bà Trịnh Thị Thuận, kế toán trưởng, Bộ Công an đã chia sẻ hình ảnh này. Trước đó, Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giam đối với Phạm Đức Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, giám đốc công ty BMS và Ngô Thị Thu Hiền, phó giám đốc về tội lừa đảo, chiếm đoạt. Cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã xác định một số lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đã có hành vi tiếp tay cho công ty BMS để lừa đảo bệnh nhân. Công ty BMS có hệ thống robot được nhập khẩu có giá trị 7,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, các bị can câu kết nâng khống giá lên tới 39 tỷ đồng. Với hệ thống robot là 7,4 tỷ đồng, chi phí khấu hao máy cho mỗi ca bệnh nhân là 4 triệu đồng. Nhưng với giá được khai thì người bệnh phải chi trả tới 23 triệu đồng trên mỗi ca, cao gấp hơn 5 lần. Từ năm 2017 cho đến năm 2019, đã có hơn 500 ca bệnh nhân sử dụng thiết bị này. Số tiền chênh lệch hưởng lợi chiếm đoạt của người bệnh là 10 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2016 đến 2017, công ty BMS đã đưa hàng loạt máy móc thiết bị y tế vào Bệnh viện Bạch Mai theo dạng liên doanh liên kết, thực hiện chủ trương xã hội hóa y tế. Tuy nhiên, hàng loạt thiết bị đã bị doanh nghiệp này dưới sự hỗ trợ của nhiều phía thổi cao giá lên gấp nhiều lần so với thực tế nhằm mục đích trục lợi dưới hình thức liên kết ăn chia 50-50 sau khi trừ đi các chi phí như thuế thu nhập doanh nghiệp, lãi vay ngân hàng hoặc bảo hiểm. Theo báo Lao động, công ty BMS còn tham gia 58 gói thầu khác ở nhiều bệnh viện khác, trong đó đã trúng thầu tới 57 trên 58 gói, trượt thầu 0 gói, 1 gói chưa có kết quả. Ngoài ra, nhà thầu của công ty BMS còn có quan hệ với 26 bên mời thầu ở Hà Nội, Bắc Ninh. Công ty còn từng liên doanh với 9 nhà thầu trong và 16 gói thầu, thắng cả 15 gói. Đây là hình ảnh Phạm Đức Tuấn, 42 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Y tế BMS cùng cấp dưới Ngô Thị Thu Hiền đã bị bắt giam với cáo buộc nâng khống giá thiết bị y tế để chiếm đoạt tiền của người bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai. Bác sĩ Nguyễn Quốc Anh, sau khi tốt nghiệp trường Y Hà Nội, từng là trung úy bộ đội chiến đấu ở Campuchia và là thương binh hạng 2/4. Ông từng có 25 năm công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, nguyên là bí thư đảng ủy, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Ông từng nhận huân chương lao động hạng nhì, chiến sĩ thi đua toàn quốc, là thầy thuốc nhân dân và được vinh danh là một trong những nhà lãnh đạo giỏi và là anh hùng lao động từ năm 2015. Bình luận về sự kiện này, luật sư Lê Văn Luân viết trên trang Facebook cá nhân của mình rằng chính trong những lúc tai họa về dịch bệnh mới làm lộ ra các vụ ăn chênh lệch lớn về giá trị của các phương tiện và dịch vụ chữa bệnh. Nó cho thấy sự suy đồi tột cùng của xã hội, của con người cùng gọi đồng bào, đồng chí với nhau. Việt Nam là một nước nghèo và luôn trong tình trạng thiếu thốn đủ thứ cơ sở, hạ tầng, dân sinh. Nhưng nghịch cảnh lại cho thấy bộ mặt thật sự đáng sợ của những người đáng ra phải là chức trách cứu người lại chỉ ra cho thấy những gương mặt lạnh lùng, tàn nhẫn khi sẵn sàng trục lợi bằng mọi cách có thể. Trong xã hội, ba cái nghề là thầy giáo, thầy thuốc và thầy cãi đều hư hỏng thì đất nước này chỉ còn nước lụn bại. Nhưng không phải bởi người ngoài mà chính bởi người cùng một nòi giống mà hại nhau không ngóc đầu lên được. Luật sư Lê Văn Luân đã đưa ra nhận định như vậy. Và sao mình bệnh tật khổ sở thế này, đau đớn như thế này mà người ta còn ăn của mình như thế này, đúng là không thể chấp nhận được. Một bệnh nhân ở Bệnh viện Bạch Mai đã chia sẻ. Dù đã qua quá nửa đời người với bà Cao Thị Gái ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, số tiền chi trả cho ca phẫu thuật u não vừa trải qua có lẽ là số tiền lớn nhất mà cả đời bà cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới. 140 triệu đồng chi phí sau ca mổ bằng robot cũng là số nợ mà bà đang phải gánh hàng ngày. Đây là hình ảnh robot Rosa được sử dụng trong phẫu thuật thần kinh ở Bệnh viện Bạch Mai. Bác sĩ bảo bệnh của tôi là phải mổ bằng robot chứ không mổ bằng tay. Anh em hàng xóm giúp đỡ cho gần 200 triệu. Đến khi ra viện, thực tế chúng tôi ở quê tiền không có nên tiền như thế là quá lớn luôn. Bệnh nhân Cao Thị Gái đã cho hay như vậy.
Không riêng gì bà gái, gia đình chị Lý ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cũng đang quay quắt sống cùng với một đống nợ sau ca phẫu thuật mổ não. Vì được chỉ định mổ bằng robot nên tất cả những chi phí phẫu thuật, tư vấn kỹ thuật và thuốc, dịch truyền đi kèm theo ca mổ, bảo hiểm không thanh toán mà người bệnh phải chi trả toàn bộ. Riêng khoản này đã lót nghét có gần 85 triệu đồng. Với việc nâng khống giá trị máy lên gấp 5 lần khi nhập khẩu, cơ quan điều tra xác định khi thực hiện đề án, công ty BMS và Bệnh viện Bạch Mai đã tính giá và thu của bệnh nhân số tiền cao gấp hơn 5 lần số tiền mà đáng ra người bệnh phải trả. Như ca bệnh này, tính riêng chi phí phẫu thuật và vật tư kỹ thuật khi mổ bằng robot đã lên đến hơn 107 triệu đồng, kèm với các chi phí khác, chi phí ca mổ để lên tới gần 150 triệu đồng. Anh Mai Văn Đới, người nhà bệnh nhân cho biết, thực tế người ta đi viện đã khổ lắm rồi, vì 150 triệu với người ở quê không phải là đơn giản, đã chết rồi còn chết theo những vấn đề đó. Theo thống kê, từ năm 2017 cho đến năm 2019, Bệnh viện Bạch Mai đã phẫu thuật cho hơn 500 ca mổ bằng robot. Và để những khoản nợ sang một bên, giờ đây, với những bệnh nhân từng phẫu thuật bằng robot, điều họ quan tâm hơn là mong muốn lấy lại được tiền bị chiếm đoạt có thực hiện được hay không. Còn với riêng bà gái, có thể sẽ phải mổ lại thêm một lần nữa. Để mổ lại, bà gái chỉ còn biết cách bán nốt đi căn nhà của mình mà thôi. Đây là hình ảnh bà Cao Thị Gái phải trả 140 triệu đồng tiền viện phí cho ca mổ u não của mình. Thuốc là loại hàng hóa không mặc cả. Y tế là loại dịch vụ tiền đâu ký đi không nói nhiều. Vụ nâng khống thiết bị y tế ở Bệnh viện Bạch Mai chỉ đang chứng minh một thực tế. Bệnh nhân, ngay cả thập tử nhất sinh, cũng đang bị làm thịt không thương tiếc. Sự vụ rất đơn giản. Công ty thiết bị y tế BMS và Bệnh viện Bạch Mai hợp tác khai thác robot phẫu thuật. BMS cung cấp robot, Bạch Mai sử dụng điều trị cho bệnh nhân. Chi phí phẫu thuật từ khoản chi trả của bệnh nhân được thỏa thuận ăn chia 50-50. Từ tháng 3 năm 2017, Bệnh viện Bạch Mai đã sử dụng robot phẫu thuật khớp, não, cột sống cho bệnh nhân. Một công bố từ chính Bệnh viện Bạch Mai vào tháng 6 năm 2018 cho biết, chỉ trong năm đầu tiên được thực hiện liên kết đã có khoảng 500 bệnh nhân phẫu thuật dùng robot. Xã hội hóa y tế với việc tư nhân, doanh nghiệp mua sắm thiết bị, đặt máy ăn chia với các bệnh viện thật ra không mới, cũng chẳng sai. Cái sai chỉ là vì tham và quá ác mà thôi. Bởi chẳng hạn, một robot Rosa có giá chỉ 7,6 tỷ đồng, tức là cả chi phí chuyển giao cũng chưa đến 10 tỷ đồng, nhưng lại được BMS kê khống lên tới 39 tỷ đồng khi đưa vào bệnh viện. Tham vì một thiết bị đã bị đội giá gấp hơn 4 lần, còn ác là vì mọi chi phí để đổ lên đầu bệnh nhân, những người phải phẫu thuật cột sống, phẫu thuật não, đứng giữa làn ranh giữa sống và chết, đứng trước nguy cơ khánh kiệt cả gia đình. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Nhật Cảm, giám đốc CDC Hà Nội bị bắt vì nâng khống giá thiết bị xét nghiệm COVID-19 từ 2,3 tỷ đồng lên tới 7 tỷ đồng. Sau vụ CDC Hà Nội, với việc nâng khống giá thiết bị Rapid PCR tự động xét nghiệm phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán từ 2,3 lên 7 tỷ đồng, dư luận choáng váng trước tỷ lệ nâng khống tới 300%. Nhưng rồi thì đến robot phẫu thuật khống giá gấp 4 lần đang cho thấy không chỉ có giới hạn cuối cùng của lòng tham và sự độc ác của những người này. Việc khởi tố án nhập kho kẻ ác hôm nay sẽ thật sự giúp ích được cho những bệnh nhân khỏi lâm cảnh khánh kiệt, tán ra bại sản nếu như sau đó chỉ rõ được những lỗ hổng, đặt ra được vấn đề kiểm soát và cả việc chịu trách nhiệm trong xã hội hóa y tế. Chứ một công ty bắt tay với một đơn vị thẩm định để bóp hầu, bóp họng bệnh nhân mà vẫn tồn tại suốt bao nhiêu năm thì đó mới là điều khủng khiếp. Một ngày sau vụ ông Nguyễn Quốc Anh, cựu giám đốc Bệnh viện Bạch Mai bị khởi tố bắt giam, báo Lao động đã mỉa mai ông này và ông Nguyễn Đức Trung, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là anh hùng bị đồng tiền đánh gục. Trước khi ngã ngựa, cả hai ông Trung và ông Anh đều từng được nhà nước Việt Nam phong danh hiệu anh hùng. Ông Trung thì là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, còn ông Anh thì là anh hùng lao động. Hôm 26 tháng 9, báo Lao động lại nhắc lại chuyện ông Nguyễn Đức Trung có những chiến công hiển hách và dần dần thay đổi diện mạo thủ đô theo hướng tích cực. Trong khi đó, ông Quốc Anh được ghi nhận có công không nhỏ giúp Bệnh viện Bạch Mai trở thành một trong những bệnh viện lớn hàng đầu cả nước, chữa khỏi bệnh cho hàng triệu người trong vòng 10 năm qua. Đây là hình ảnh bác sĩ Nguyễn Quốc Anh, bí thư đảng ủy, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Ông là chiến sĩ thi đua toàn quốc, là thầy thuốc nhân dân và được vinh danh là một trong những nhà lãnh đạo giỏi và là anh hùng lao động từ năm 2015. Những sai phạm của ông Nguyễn Đức Trung, ông Quốc Anh có một điểm giống nhau là đều liên quan đến việc đấu thầu, việc mua sắm trang thiết bị. Nói cách khác, những anh hùng đã bị đồng tiền đánh gục.
việc những anh hùng bị khởi tố, bắt giam càng làm sáng tỏ hơn quan điểm không có vùng cấm xuyên suốt trong cuộc chống tham nhũng và tiêu cực của Đảng và Nhà nước. Đó là điều mà Báo Lao động Việt Nam đã viết như vậy. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và anh hùng lao động là hai trong số các danh hiệu, huy hiệu, huy chương mà công luận cho rằng có thể mua bằng tiền hoặc bằng quan hệ, để giấy chức làm bằng đạp, thăng quan hoặc tiến chức, doanh nghiệp có thêm mối làm ăn. Trước hai ông Trung và ông Anh, đã có một loạt anh hùng khác cũng bị vướng vào vòng lao lý, trong đó có tướng công an Phan Văn Vĩnh, từng được phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào hồi năm 2000, thời điểm còn làm phó giám đốc công an tỉnh Nam Định. Ông này hiện đang thọ án 9 năm tù với cáo buộc bảo kê đường dây đánh bạc cả ngàn tỷ đồng. Theo báo Tuổi Trẻ vào hồi tháng 9 năm 2019, ông Vĩnh tiếp tục bị khởi tố trong vụ án buôn lậu gỗ chắc xảy ra ở thành phố Đà Nẵng. Lần này là cáo buộc ra quyết định trái pháp luật theo điều 371 Bộ luật Hình sự của Việt Nam vào năm 2015. Hiện chưa rõ thời điểm phiên tòa được mở. Một nhân vật khác cũng gây ồn ào không kém là ông Trịnh Xuân Thanh, từng nhận danh hiệu Huân chương Lao động, nay đang phải ngồi tù chung thân với cáo buộc tham ô tài sản. Sau khi ông này bị công an Việt Nam bắt cóc tại Đức đem về xử Hà Nội. Trường hợp của ông Thanh gây bàn tán đến mức vào tháng 5 năm 2017, các báo nhà nước phải đăng tin hủy bỏ Huân chương Lao động của Trịnh Xuân Thanh. Ngoài những trường hợp trên, ông Trương Văn Tuyến, cựu tổng giám đốc tập đoàn Vinashin, được ghi nhận là anh hùng lao động đầu tiên của ngành dầu khí trước khi bị truy tố với cáo buộc lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2020 với bản tin Việt Nam nút không trôi, đảng viên anh hùng nhập trại. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.